Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 22 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình Public Beta Wallet. Anh chia tổng giải thưởng là 80.000 token sale nè các bạn. Thì hiện tại dự án này nó đã có list danh sách nha các bạn. Thì bạn nào có tham gia dự án hôm nay dự án đó hôm đó thì các bạn cần copy cái địa chỉ ETH của mình nè các bạn. Sau đó thì các bạn click cái phần link mô tả dưới video của mình. Rồi các bạn kiểm tra coi mình đó có lọt vào danh sách wallet không bạn, để mình tham gia mạng testnet của nó chính thức các bạn. Thì hiện tại mạng testnet nó đã khởi chạy rồi các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba gạch cũng các bạn. Các bạn nhấp vào tìm kiếm nè, các bạn dán cái địa chỉ của mình vào các bạn. Rồi mình đã có, thì đối với những bạn nào đã có trong danh sách thì hãy làm mới được tham gia nha các bạn. Thì để tham gia mạng thử nghiệm hôm nay của trên dự án Cell Network này thì các bạn cần phải có phí ga là mạng testnet, là mạng Gutten hay gì bạn, để coi mạng gì ta, mạng Gutten nha bạn. Thì các bạn mở địa chỉ MetaMask của mình ra coi các bạn. Các bạn chọn mạng chính thức là Gutten nè, là mạng testnet Gutten. Rồi các bạn sao chép địa chỉ ETH của mình vào nha các bạn. Thì các bạn vào đây các bạn yêu cầu phí ga nha các bạn. Thì các bạn nhập vào cái link testnet nè các bạn. Mình có để 3 link cho các bạn kiếm phí ga testnet các bạn. Các bạn gì nhấp giá vào đây nè các bạn. Rồi bạn bấm vào send thôi các bạn. Rồi. Vì hiện tại có quá trời nhiều yêu cầu phí ga mạng Gutten này quá nhiều nên hệ thống nó bị ấy nha các bạn. Nó bị nghẽn các bạn. Thì các bạn cố gắng như bữa nay không được thì mai các bạn vào lấy nha các bạn. Thì hiện tại các bạn chương trình testnet của mình tham gia là tới hết thời hạn vào tới ngày 15 tháng 9 nha các bạn. Mình dội hoài, ba dội mà mình dội không được. Hôm qua kia mình đã có dội được trên metamask.io nè các bạn, cái link dội này nè. Các bạn copy cái link này nè. Các bạn kết nối với địa chỉ metamask của các bạn với các bạn có tên testnet các bạn thì các bạn yêu cầu mới được các bạn. Rồi sau đó thì các bạn có phí ETH mạng có tên testnet xong thì các bạn nhấp vào cái link testnet các bạn. Để mình đi vào thử nghiệm nha các bạn. Các bạn dán vô đây nè các bạn. Rồi sau đó thì để cậu connect chưa ta. Rồi bạn nào chưa connect thì bấm vào connect nha các bạn. Rồi sau khi các bạn connect xong thì các bạn nhấp ba gạch cùng các bạn. Các bạn bấm vào dòi nè. Dòi là một phát forecast. Rồi các bạn bấm vào send nha các bạn. Sau khi bấm vào send thì các bạn trở qua MetaMask của tất cả các bạn nè. Các bạn xác nhận nha tất cả các bạn. Vì mình đã vừa gọi được. Rồi vừa gọi các bạn. Mình đã 50 token sale. Sau khi các bạn dội xong thì các bạn check ra đi các bạn. Các bạn nhấp vào một sale nè các bạn. Các bạn bấm vào một letter nha các bạn. Rồi EC71. Rồi bấm ta nè các bạn. Rồi các bạn bấm net nè các bạn. Rồi, đây thì cái phần này là cái như là cái phần mình đi tạo NFT trên cái bảng trên tạo NFT các bạn. Thì dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ với sao ta? Order. Check. Rồi, cái dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ với mạng ETH Gutten của tất cả các bạn vào nha các bạn, để mình lấy cái địa chỉ ví của mình các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ này nè. Rồi các bạn dán vô đây nè các bạn. Dòng thứ hai tên em NFT các bạn muốn tạo thì các bạn tự đặt nha các bạn. Thì cái này không có cần chính xác lắm các bạn. Các bạn điền Kimitano muốn điền gì thì điền các bạn. Tên mà. Mình Kimitano đi. Tên cho dễ nhớ. Tiếp tục thì cái symbol này là cái tên NFT. Như là cái ký hiệu chứ các bạn muốn ký hiệu gì thì các bạn điền vào các bạn. Mình là Gemi đi. Rồi các bạn bấm next các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm next, confirm cái nữa nè các bạn. Sau khi bấm vào confirm thì các bạn xác nhận MetaMask mình nè các bạn. Trời. Confirm cái nữa các bạn. Confirm and like play chứ.
Rồi các bạn xác nhận địa chỉ MetaMask của các bạn nữa. Đây thì các bạn xác nhận nha các bạn. Mình dùng trình duyệt trên Wiki, mình đã kết nối với địa chỉ MetaMask mình nha các bạn. Rồi. Các bạn trở về đây đi. Rồi, sao mà xác nhận rồi mà vào đây ký ngay nữa các bạn. Rồi bạn bấm nút ký ngay nữa các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi sau đó mình đã hoàn thành bước 1 các bạn. Tới bước thứ 2 nè. Để mình coi. Rồi các bạn lướt xuống các bạn bấm vào một Mara này các bạn. Này sale free. Vì mình đã tạo các bạn chờ một chút xíu nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào một này tiếp tục nữa các bạn. Rồi sau đó thì bước tiếp theo thì các bạn cũng tạo NFT luôn các bạn. Thì dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ ghi ETH của tên của tất cả các bạn nha bạn. Này khá là đơn giản các bạn chứ không có khó khăn gì đâu các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Seal Network là một cái nền tảng nó cái dự án này như là nó thu thập các tất cả các dữ liệu của các chuỗi chéo NFT trên giữa các sàn như là DeFi hay là này nọ đâu các bạn, game này nọ đâu các bạn mà làm trên NFT như thế các bạn. Rồi tên NFT thì các bạn muốn đặt thì tên gì thì các bạn tự đặt vào. Dòng thứ hai anh em mình là game Eternal tiếp tục nữa các bạn. Các bạn cứ nên thử đi các bạn, không có khó khăn gì đâu các bạn. Rồi tiếp tục thì cái này thì biệt danh cho nó các bạn. Thì các bạn đặt biệt danh gì cũng được chứ các bạn. Mình thì biệt danh. Rồi mình là biệt danh ví dụ như Gamey đi các bạn. Là gì các bạn tự sáng tạo các bạn. Gamey đi. Này không cần chính xác đâu các bạn. Rồi đây thì ký hiệu NFT thì các bạn điền ký hiệu vào của mình vào các bạn. Mình là Gamey. Rồi sau đó các bạn upload một bức ảnh NFT của tất cả các bạn lên nha các bạn. Thì mình khuyên các bạn download trên mạng hay là trên gì cũng được chứ. Mà bức ảnh dưới 2 MB các bạn. Nhầm download lên. Rồi các bạn bấm vào một asset nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào mở địa chỉ MetaMask của mình ra các bạn xác nhận visa chấp thuận các bạn. Rồi sau đó thì các bạn chạy trở lại đi các bạn. Các bạn lưu ý các bạn chờ nào nó lót khoảng 5 phút nữa các bạn. Không được mà chuyển qua trang web trên máy tính này. Sao lót lâu quá sao xác nhận hoài ta. Rồi bạn bấm xác nhận này các bạn. Rồi bạn mình đắp lên nè. Rồi như vậy là xong nha các bạn. Rồi đây chữ resub này nọ đồ spray fully này là giao dịch thành công các bạn bỏ ra nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn cũng tiếp tục nha các bạn. Rồi rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào một command mining các bạn. Đây là như là mình tạo một NFT thông thường đó các bạn. Còn trên đây thì Plus Mining là như là một mình tạo một NFT mạnh mẽ nha các bạn. Rồi bấm vào Common Mining nha các bạn. Còn đây thì chi nhánh. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng gỡ cái địa chỉ MetaMask của các bạn vào vô đây nha các bạn. Rồi các bạn cũng copy cái địa chỉ của mình lên nè. Rồi các bạn dán vô đây nha các bạn. Đây thì content thì các bạn ghi tên của mình vào được các bạn. Gimme. Rồi các bạn bấm vào Conmon Minin. Rồi các bạn vào đây các bạn xác nhận cái nữa. Chờ nó lót chút xíu các bạn. Vì đây là một cái phiên bản testnet thử nghiệm nên nó không mất chút thời gian của tất cả các bạn. Rồi các bạn nhấp vào MetaMask của tất cả các bạn nè các bạn. Rồi các bạn xác nhận thôi các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nữa các bạn. Để cho nó
xác nhận. Rồi đây thì có xuống đây thì các bạn gồm có hai phần là một hot mini và sweet mini, thì các bạn cũng làm thích tương tự như thế các bạn. Thì các bạn cũng ở địa chỉ MetaMask của các bạn ra. Đây thì mình đi thử nghiệm thôi. Rồi các bạn cũng dán cái địa chỉ mình vào đây nè các bạn. Rồi mình thì tên cũng là Remy. Rồi các bạn bấm nhập con. Rồi bạn cũng mở địa chỉ với MetaMask của mình ra các bạn. Rồi các bạn xác nhận thôi các bạn. Mục này của nó cũng không quan trọng lắm nha các bạn. Bước thứ 3 mới là quan trọng. Ủa, mình đã xác nhận rồi. Sau khi xác nhận rồi thì các bạn bấm vào mục qua đây các bạn. Send win to. Thì các bạn cũng mở địa chỉ với MetaMask của các bạn ra nè. Các bạn cũng copy địa chỉ ETH của mình nè. Rồi các bạn dán vô đây. Rồi các bạn bấm vào request set minin. Rồi các bạn mở địa chỉ MetaMask của mình ra nè các bạn. Rồi các bạn xác nhận. Cái mạng này là như là cái mạng nó thu thập tất cả các chuỗi chéo của NFT trên game hay là trên này kia đâu đó các bạn. Trên game, người sàn giao dịch này nọ đâu. Nó thu thập dữ liệu. Rồi một chi vắng này là sao ta, là ti em dịch cho các bạn, một này mình cũng chưa hiểu quá. ID nè, ti nhấp vào cái mục cuối cùng được bạn, để mình coi mình đã tên thực thi nè. Biểu tượng của mình đã được chưa các bạn? Token URL tổng cung thắng căn thực thi chủ sở hữu, sao mình không có gì chứ ta? Rồi các bạn, các bạn làm chỉ 3-4 bước như là xong xuôi đó các bạn. Đây thì các bạn test từ cái mục test từng mục này thôi các bạn, là đủ điều kiện nữa các bạn. Rồi sau đó thì các bạn xong xuôi xong thì các bạn nhấp vào cái link form này các bạn. Cái phần link form này là phần quan trọng để các bạn khai báo nữa các bạn. Các bạn nhấp vào nha các bạn. Ông ở trên chị cứ gom rồi nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow Twitter nữa các bạn. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Là thông tin của nó các bạn, nó không có nói gì hết trơn, nó chỉ yêu cầu là những gì nè, nhưng mình hướng dẫn các bạn đi vào public beta này để cho chắc hơn. Đâu ta, cái liên phong nó mất tiêu rồi ta. Rồi tiếp tục các bạn xôn xào Discord nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn điền vào biểu mẫu thôi các bạn điền vào username tại Twitter của các bạn nè. Các bạn nhớ join vào Discord nha các bạn tham gia là được rồi. Những nhiệm vụ đó khó khăn quá dễ dàng các bạn tự làm đi nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nè các bạn. Sau đó thì bạn điền lại username Discord của tất cả các bạn nè các bạn. Chan Hessan Low Record. Này là gì ta? Rồi. Cái phần này thì các bạn vui lòng mô tả các vấn đề trong quá trình thử nghiệm các đại sứ tối quá cho nền tảng mà thấp. Này thì đại sứ quan họp phản hồi thì các bạn tự ghi nha các bạn. Các bạn muốn đề xuất cái gì cũng được. Tại vấn đề của bạn trong quá trình thử nghiệm. Thì trong quá trình thử nghiệm các bạn có thấy vấn đề nào mà nó sao đó thì bạn ghi vào các bạn. Rồi tiếp tục các bạn chụp lại một cái bức ảnh các bạn đã chia sẻ các bài đóng góp của bạn cho sự quảng cáo. Rồi các bạn tự quyết là cái bài đầu tiên các bạn chụp bức ảnh là nghe các bạn. Rồi nè, các bạn like nè.
Rồi các bạn tự quýt lên nghe bạn. Rồi sau đó thì các bạn mở tự quýt tơ của các bạn ra nè. Dùng một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn chụp bức ảnh lên nghe bạn. Rồi các bạn gửi vô đây nè. Rồi các bạn gửi lên, tải lên nha bạn. Sau đó thì các bạn điền địa chỉ với RC20 mình vào đây nè. Để mình lấy. Rồi mình copy địa chỉ của mình nè. Dán vào link form nè các bạn. Rồi bạn bấm gỡ là xong rồi các bạn. Ok, như vậy video mình đã cập nhật dự án Cell Network. Cái này cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.